Đầu tiên chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chào đón cặp đôi giám khảo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và nữ ca sĩ Hiên Thu. Thưa quý vị, thật bất ngờ, có lẽ là cả hai đứng trong hậu trường đã tập rất nhiều cho cú xoay vòng vừa rồi. Ra là cái tiết mục vừa rồi chúng tôi tập đến 2 tiếng đồng hồ á. 2 tiếng mà chỉ xoay nhiêu đó chỉ thôi. Chỉ xoay được nhiêu đó. Cảm ơn sự đầu tư rất là công phu của cặp đôi của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi tiếp theo. Xin giới thiệu, đó chính là ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy. Wow, tuyệt vời, một set đồ rất là ăn ý thưa quý vị. Nhưng mà thật sự là hôm nay mọi người ngầu quá à, đen là đen. Mình phải pha một chút màu trời vào ha. Màu trời. Một sự trắng trong ha. Mình tạo một cái điểm nhấn là, nhưng mà một phần nữa là mình đem tới cái sự tươi mát cho thí sinh nhìn thấy ba mặt người này đỡ sợ hơn tí xíu đó ha. Phải không? Cho nên là nó sẽ dung hòa tất cả mọi thứ. Cảm ơn chị Tư Cẩm Ly. Và nhân đây em xin được phép tặng cho anh Nam một đoạn thơ. Không. Lo quá. Qua tập lộ diện bất ngờ, khán giả thắc mắc thánh thơ đâu rồi. Hóa ra đạo diễn thả mồi, ra tay triệt hạ thôi rồi MC. Đó.